Đọc thêm Tinh thần thể dục, tiểu dẫn Nguyễn Công Hoan 1903-1977, xuất thân trong một gia đình quan lại nho học thất quế, quê ở làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trước cách mạng tháng 8, ông vừa dạy học vừa viết văn. Ông bắt đầu viết truyện từ năm 1920, tài năng được khẳng định khi xuất bản Kép Tư Bền 1935, một tập truyện ngắn đặc sắc được dư luận hoan nghênh, đã làm nảy sinh cuộc tranh luận sôi nổi nhiều năm về nghệ thuật dị nghệ thuật hay nghệ thuật dị nhân sinh. Nguyễn Công Hoan sáng tác hơn 20 tiểu thuyết và hơn 200 truyện ngắn, đặc biệt sở trường về truyện ngắn trào phúng phê phán mạnh mẽ xã hội thực dân phong kiến đương thời. Sau cách mạng, Nguyễn Công Hoan tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực báo chí văn học. Ông được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa đầu tiên 1957-1958. Nguyễn Công Hoan là một trong số những tác giả đặt nền móng cho nền văn xuôi Việt Nam hiện đại, một cây bút trào phúng xuất sắc, độc đáo, có sức sáng tạo dồi dào, dẻo dai. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông đã để lại một sự nghiệp văn học đồ sộ. Toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Công Hoan là một bức tranh phong phú, sống động về xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc. Năm 1996, ông đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tác phẩm chính của Nguyễn Công Hoan trước cách mạng, các tập truyện ngắn Kép Tư Bền 1935, Hai thằng khốn nạn 1937, Đào kép mới 1937, Người vợ lẽ bạn tôi 1939, các tập tiểu thuyết Lá ngọc, cành vàng 1935, Ông chủ 1935, Bước đường cùng 1938. Sau cách mạng, ngoài các tập truyện ngắn và tiểu thuyết, ông còn viết tập hồi ký Đời viết văn của tôi 1971. Truyện ngắn Tinh thần thể dục đăng trên tuần báo Tiểu thuyết thứ 7, số 251, ra ngày 25 tháng 3 năm 1939, vạch rõ tính chất bịp bợm của phong trào thể dục thể thao đương thời mà thực dân Pháp cổ động rầm rộ để đánh lạc hướng thanh niên. Văn bản: có lính huyện mang trác quan về làng. Quan tri huyện XX, sức Hương Lý, xã Ngũ Vọng tuân cứ. Nay thừa lệnh tỉnh Đường, ngày 19 Mars, này tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ. Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết, và phải thân dẫn đủ 100 người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại phải có 5 lá cờ, sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cửu. Nay sức Lê Thăng. Anh Mịch nhăn nhó nói: lạy ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết. Ông Lý cau mặt lắc đầu, giơ roi song to bằng ngón chân cái lên trời dậm dọa: kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh thì lần này đến lượt mày rồi. Cắn cỏ con lại ông trăm nghìn mớ lạy, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ. Thì mày hẹn làm ngày khác với ông ấy không được à? Đối với ông Nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm, con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm, nếu không vợ con chết đói. Chết đói hay chết no, tao đây không biết, nhưng với quan đã sức, tao cứ phép tao làm, đứa nào không tuân để quan gắt, tao trình thì rủ tù. Lạy ông thương phận nào con nhờ phận ấy. Mặc kệ chúng bay, tao thương chúng bay, nhưng ai thương tao? Hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại, đừng kêu. Bác vô gái dịu dàng, đặt cành cao lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa gãi tai, nói với ông Lý: lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mới lại sợ thầy mắng chửi nên không dám đến kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng dội. Ồ, việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị. Thì lạy thầy thế này, làng ta thì đông, thầy cắt ai không được. Tại nhà con ốm yếu nên xin thầy hoãn cho đến lượt sau. Ốm gần chết cũng phải đi, lệnh quan như thế, ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi thì người ta đá bóng cho chó xem mà. Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn thì nhà con chả dám kêu, nhưng thưa thầy, từ đây lên huyện những 9 km, sợ nhà con đi nắng thì cảm, rồi phải lại thì oan gia. Đây không biết, mà đây cũng không nghe đâu, vợ chồng thu xếp với nhau thế nào, đây mặc kệ. Thưa, hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con có được không à? Không, phải là đàn ông kìa, chứ nữ nhân ngoại tộc ai kể. Người đàn bà thở dài, thế thì con biết làm thế nào được? Bà cụ Phó Bính, mắt kèm nhèm, vừa nói vừa cười rất vô duyên. Thì lòng thành, ông Lý cứ nhận đi cho cháu. Cháu hôm ấy không bận đi ăn cưới, thì cháu cũng xin vâng. Cháu đã thuê thằng Sang đi thay cho cháu cũng thế, ông ngơ đi là được. Thế ngộ quan biết, có chết tôi không? Quan điểm đủ đầu người là xong, chứ ai xem thẻ mà ông sợ. Tôi nhận lễ của con bà mà tôi lo lắm, việc quan nào phải việc chơi. Thì cũng như ông làm phúc ấy mà lị. Nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế không, hay lại ăn mặc như thằng ăn mày ấy? Ông không phải lo việc ấy, nó đã dạm mượn được đủ cả rồi, cháu mặc cả và đã khoán đủ với nó như thế. Ông Lý nhăn mặt, nhặt 3 hào bỏ túi. Làm việc mà cứ gặp phải những người như con bà thì tôi đến chết mất. Thì ông không cho phép cháu ở nhà, cháu phải thuê người khác đi thay cũng thế chứ gì. Thế đến gà gáy hôm 29, bà phải bảo thằng Sang trực sẵn ở đình, tôi dẫn đi. Ấy, ông cho nó cơm nước thông thả đã chứ, đá bóng ít ra 3-4 giờ chiều mới bắt đầu kia mà. Tôi tưởng 12 giờ ở nhà đi cũng vừa. Buổi sáng tôi còn mượn nó cuốc mảnh giường. 3-4 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ 12 giờ trưa để ngày điểm. Mà quan sức 12 giờ thì mình phải đến từ 11 giờ cho sớm sủa. Giả lại tôi còn phải mang cờ lên lúc 10 giờ thì chả đi từ 5-6 giờ thì đi vào lúc nào. Cho nên mọi người phải chờ tôi ở đình từ gà gáy. Thế thì sớm quá. Ông Lý gắt, tôi không lôi thôi, bà không bằng lòng thế thì tôi cứ bắt đích danh con bà, mặc kệ. Bà Phó sợ hãi, không không, lệnh ông thì thế nào tôi chả phải nghe, là tôi nói chuyện thế đấy chứ. Mấy lị bao nhiêu người đều phải thế, chứ riêng gì bà. Bà bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước, chứ sáng hôm ấy dậy mới thổi thì không kịp đâu. Vâng. Ngay từ sáng tờ mờ hôm 29, ở sân đình làng Ngũ Vọng đã có tiếng ông Lý quát tháo om sòm. Thiếu những 18 thằng kia à, tuần đâu, đến tận nhà chúng nó lôi cổ chúng nó ra đây, chứ đã hẹn đi lại còn định chuồng phỏng. Sau tiếng dạ rang, những ngọn đuốc linh tinh kéo đi các ngã. Ông Lý dặn theo, tiếng oan oan. Hễ đứa nào láo, cứ đánh sặc tiết chúng nó ra, tội dạ ông chịu. Mẹ bố chúng nó, việc quan thế này có chết cha người ta không? Chúng bay gô cổ cả, giải được ra đây cho ông. Lại một tiếng dạ nữa, giữa những tiếng chó rống dậy, ngọn lửa đỏ như nổi lên bềnh trong biển sương mù. Thì đại khái cái cảnh diễn ra như thế này. 2 người tuần, một người cầm đuốc, một người tay cầm thước, đạp cửa vào nhà thằng Cò. Sau khi tìm sục khắp gian ngoài buồng trong, không thấy một ai, họ xuống bếp, chọc tay thước vào cóp do và bồ trấu, rồi họ lùng ra mé sau nhà, cũng vô hiệu. Nhưng bỗng có tiếng trẻ khóc thét lên, thì 2 anh Tuần mới khám phá ra chỗ người trốn. Thằng Cò nằm ẹp với con ở cạnh đống rơm, phủ lên mình đầy rơm. Nó bị lôi ra ngoài, nó van lạy. Lạy các bác cho tôi ở nhà làm ăn. Sao anh đã hẹn với ông Lý, lại không đi, để ông ấy chửi địa lên kia kìa. Tôi đi thì tôi mất cả ngày, mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đói. Tôi không biết, mấy lị tôi không mượn được đâu quần áo. Không biết, anh ra đình mà kêu với ông Lý. Thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố. Nó sợ quá, không khóc được nữa. Thằng cò chưa kịp trả lời, đã bị lôi sình sệt đi. Cuộc săn dù ráo riết đến đâu, cũng không sao tóc đủ 100 người phải đi xem đá bóng. Dăm sáu anh khôn ngoan đã kéo đến ngủ nhờ nhà khác hoặc làng khác. Họ làm như lánh nạn. Khi thấy đã chậm giờ, ông lý trưởng nghiến răng nói, chúng nó ngu như lợn, người ta cho xem bóng đá chứ ai làm gì mà cũng phải bắt. Rồi quan thấy không đủ số, lại chửi ông không tận tâm. Rồi ông ra lệnh, 94 thằng ở đây, xếp hàng. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp